phim Sơn Hà Xã Tắc. Các diễn viên chính: Đường Tuyết Vũ, Huỳnh Lai, Tuyết Hương, Linh Nhi, tác giả các bạn Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Tăng Phong, thiết kế và đạo diễn Thành Lợi, lồng tiếng Cù Phèo. Tập 12. Sau khi đánh bại được nguyên soái quân Hề, Tuyết Vũ là cái tên mà tất cả người dân trong thành Phượng Tường đều nhắc tới. Cũng thừa dịp này, Huỳnh Lâm đã đưa Tuyết Vũ lên làm thống lĩnh quân đội Phượng Tường. Tin tức này đã lọt đến tai của Hải Lăng Vương Hoan Nhan Lượng. Hắn cử 10 vạn tinh binh dưới sự chỉ huy của Ngột Tuật bao vây tấn công Phượng Tường trên bộ dưới thủy. Một lần nữa, Phượng Tường nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Huỳnh Lai đang trên đường đến Lâm An để cầu viện binh, cầu mong cho quân tiếp viện đến kịp. Theo tình hình hiện nay, quân Kim sẽ tấn công chúng ta trước khi quân cứu viện tới. Mặc dù ta đã thăng chức cho cậu, nhưng trong lòng quân vẫn chưa dám tin tưởng vào một vị tướng trẻ. Ta e rằng để thân thử một cách, phiền thái thú tìm giúp một thành trường thương thật tốt. Tất cả nghe rõ đây, nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ tấn công vào thành Phượng Tường. Chỉ được thắng, không được bại. Tuân lệnh. Năm xưa Triệu Vân một mình xông vào đội quân của Lữ Bố để xem mình có thể lập lại chiến tích ấy trước quân Kim hay không. Hắn chính là tên thống lĩnh đó. Cấp báo, thống lĩnh đang một mình xông vào quân Kim. Đội quân của chúng hiện rất hỗn loạn, dốc toàn quân ra tiếp ứng nhanh lên. Cùng lúc đó, Huỳnh Lai cùng đội quân kinh thành đã có mặt. Đá cầu bóng pháp, thiên hạ vô cầu. Thưa tướng quân, thống lĩnh vẫn chưa quay lại. Hắn không còn sức đâu. Có giỏi thì chúng mày cứ lên đây. Lúc này đường Tuyết Vũ bị một đám quân địch bao vây. Chúng nó đông thật. Tất cả cùng xông lên nào, đuổi theo. Âm phong thực cốt, hắn đã bị trúng âm phong thực cốt.
Mặc kệ hắn đi, rút nhanh lên kẻo quân Tống kéo đến. Huỳnh Lai đi tìm Tuyết Vũ nhưng vẫn không tìm thấy. Vẫn chưa tìm được Tuyết Vũ, thưa phụ thân. Tuyết Vũ, người chạy đi đâu? Bởi thế quân Kim quá đông, Tuyết Vũ đã bị rời xuống vực. Vài ngày sau đó, đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy nhỉ? Huynh tỉnh rồi à? Tại sao tôi lại ở đây? Nhưng cô nương là ai? Huynh không nhận ra muội sao? À, tự nhiên cảm thấy... Thôi, huynh cứ nằm nghỉ đi. Huynh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Muội có việc phải đi, chốc nữa muội sẽ quay lại liền. Huynh cảm thấy khỏe hơn chưa? Tại hạ không sao, nhưng trông cô nương quen lắm. Mới có một thời gian mà đã quên muội rồi sao? Muội Tuyết Hương đây mà. Tuyết Hương, nhìn cô khác trước nhiều quá. Nhìn cô căng tròn mịn màng và sexy hơn trước rất nhiều. Cứ gọi muội bằng muội đi, gọi bằng cô nương nghe xa lạ quá. Sao huynh lại đến được đây? Tình cờ muội gặp huynh ngất bên bờ sông, thấy huynh bị thương nặng nên muội đã đưa huynh về đây. Huynh đã làm gì mà để người ta đánh cho ra nông nỗi này vậy? Huynh cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Muội đã trị thương cho huynh à? Vâng. Lạ nhỉ, người của Thiên Nhẫn giáo sao lại có y thuật cao đến thế? Từ ngày mà huynh đánh vào giáo phái, muội đã rời khỏi Thiên Nhẫn giáo, đi tìm một nơi nào đó yên bình để sống. Cũng có duyên gặp được sư phụ ở Nga Mi phái, người đã dạy y thuật cho muội và hướng dẫn muội đến nơi này. Vậy nơi đây là đâu? Đây là An Lạc Cốc, nơi mà người ta có thể sống bình an những ngày còn lại của đời mình. Hầu hết mọi người ở đây đều là cao thủ võ lâm đã quy ẩn giang hồ. Muội đưa ta đi tham quan nơi này được chứ? Tất nhiên là được. Chỗ này là nơi mọi người đến cầu nguyện. Huynh thử ước một điều gì xem. Vị này là một tiền bối của cái bang. Vạn bối xin chào lão tiền bối. Cậu là người mới ư? Ở đây còn rất nhiều điều hay để xem. Cậu hãy tham quan hết rồi ghé thăm ta sau nhé. Vị này chính là cốc chủ. Tại hạ xin ra mắt cốc chủ. Vị này từng giữ chức binh bộ thượng thư trong triều. Còn đây là An Lạc lão lão, là người cao tuổi nhất ở đây nên ai cũng phải kính nể. Đặc biệt ông ấy có thói quen thích trêu chọc người khác. Tiểu tử này là ai? Là gấu mới của con phải không? Chúng ta đi nơi khác thôi. Không ngờ trong thời thế bây giờ lại có một nơi tuyệt vời như thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau đó Tuyết Vũ và Tuyết Hương có những tháng ngày bên nhau thật là đẹp, ngắm trăng thanh thành sơn, cùng nhau hưởng những tháng ngày yên bình. Liệu những ngày tháng êm đềm này sẽ được bao lâu? Mời các bạn đón xem tiếp tập 14 của bộ phim Sơn Hà Xã Tắc.